Chào cả nhà, chúng ta đang có mặt ở đây là ấp Suối Đá, xã Dương Tơ và cũng giáp với phường Dương Đông luôn nha. Đối diện với trại rắn Đồng Tâm 2 này là nhà hàng Sáng Tươi 1. Du khách đến tham quan trại rắn thì cũng rất thuận tiện về việc điểm tâm và giải khát nha. Con đường này thì cũng rất là rộng nhưng chưa có đặt tên đường nha các bạn. Hai căn nhà này là phòng trưng bày sản phẩm và phòng cấp cứu những ca bị rắn độc cho quân và dân trên khu vực đảo Phú Quốc nha cả nhà. Có phái đoàn khách tham quan mới vừa đổ xe. Đi vào bên trong theo phái đoàn này cho có khí thế một chút nha. Trại rắn Đồng Tâm 2 Phú Quốc là chi nhánh của trại rắn Đồng Tâm Tiền Giang, trực thuộc Cục Hậu cần Quân khu 9. Trại rắn này thì được khánh thành giai đoạn 1 vào tháng 7 năm 2018. Ở đây chuyên nuôi trồng và bảo tồn các loại cây thuốc nam và động vật hoang dã. Loài động vật hoang dã chính ở đây là các loại rắn nha cả nhà, và một số loài động vật hoang dã khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình tham quan cho trọn vẹn và hiểu được các thông tin về các loài động vật nuôi ở đây thì em đề nghị mình di chuyển theo anh Linh giùm em nha, anh Linh áo đỏ. Theo cái đoàn mình Di đi đây đi đây đi chuyển theo đoàn giùm em. Thôi tập trung về đây thôi. Xem con rắn thì 2 cân nào. Hoàng là chốt bỏ Hoàng lại đấy nhá. Sim ở Phú Quốc thì trổ hoa vào mùa xuân. Giờ thì trái chỉ mới bị lá này, chắc cả khoảng 3 tháng nữa mới có thể thu hoạch được. Ở đây thì những ngày đầu mới xây dựng nên họ không có san lấp mặt bằng. Họ giữ lại môi trường tự nhiên để các loài động vật hoang dã thích ứng tốt hơn các bạn. Cắn cái là 3 ngày sao 3 ngày nữa 3 ngày thôi thì là đây chỉ để cả nhà mình nuôi đặc biệt ở đơn vị là sức nọc của nó để làm thuốc kem support để đau khớp nước mỏi qua nó có cái gì nữa cái này tập lia châu thân con hai đốt hai đốt là tập cầm chụp giả hơi con đây con gì anh ơi? Đây là rắn lục đuôi đỏ. Rắn lục đuôi đỏ độc lắm rồi. Dạ rất là độc. Nhưng mà thịt và xương của nó thì mình sử dụng làm thuốc hả? Viên nang rắn lục. Chuyên có khoan vai không? Lòng đi. Tôi là nông dân. Dạ riêng rồi. Anh là người tôi đừng. Ở đây mình có 3 con, 1 con nặng nhất là 17, 18 cân. Dạ, nó nằm ở dưới kia. Tí nữa mình sẽ tham quan sau nhé. Hành trình mình sẽ tham quan hết, mình đi tham quan một phần trọn gói đầy đủ. Đâu bây giờ nó đâu rồi? Đấy, đây con được cầm đến nữa to này. Đâu ngủ rồi? Con này chỉ tầm khoảng 4-5 cân thôi. Đâu, thấy gì đâu? À, mình thấy kìa, ghé sang bên kia nhìn. Đây này, ghé sang đây, nhìn chưa? Trong hang chưa?
Anh ơi, mà anh ơi, mình đứng gần xa, đã hàng rào kỹ rồi thì mà đứng gần xa giùm em, đừng có đút tay vào giùm em. Rồi mày cả nhà mình di chuyển ở đây. Người ta đã khóa cẩn thận rồi. Con đi từ từ. Đây là con cự đà xanh. Ba con gì? Ba con gì? Con này là kỳ đà nước nha các bạn. Ở Việt Nam thì cả ba miền đều có ở này. Còn đây là ó biển. Hiện nay thì ở Việt Nam còn không nhiều lắm. Con này là to nhất ở đây. Gắn hồn chúa thì tầm khoảng một tuần đến 10 ngày mình trang một lần. Đấy. Thế mà mấy ông vlog quay to thế. Có chưa? Rồi, mời cả nhà mình tham quan ạ. Bắt đầu đấy. Con này cân nặng khoảng 17-18 cân, dài khoảng 4 mét.